người chưa cần nhìn thấy giá đi, người vào một cái shop người sẽ để ý luôn những cái như thế này. Cái đầu tiên là ảnh đẹp thì chắc chắn luôn đấy, nhưng mà Logo. đúng, logo của sản phẩm là một cái độ nhận diện nó rất là quan trọng luôn đấy mọi người nhá. Thực sự là những cái logo này có bây giờ có rất là nhiều phần mềm hỗ trợ mọi người có thể là thiết kế logo, thì nó và mọi người có thể tự thiết kế cho cái logo của shop mình luôn ấy. Đấy, từ màu nhá, từ em tự dưng em bị quên mất cái này, thì có gì em sẽ gửi lại cho anh Vũ, anh Vũ sẽ gửi lại cho mọi người nhé, cái phần thiết kế logo mà mọi người không cần phải mất phí để mua bản quyền ấy. Tức là Đó, có một cái phần mềm ấy hay trang web ạ? đúng rồi, web web Vậy Canva, không 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 nó sẽ là nó sẽ thiết kế cho mọi người luôn ý. Gần như là kiểu mọi người chỉ cần chọn hình chọn màu đấy, nó rất là đơn giản để mọi người hay quá nhỉ. để mọi người có Anh xin thể lúc nào. thiết kế cái logo như này, thì tức là nó sẽ tiện hơn cho kiểu đấy mọi người. Nếu mà kiểu mọi người nhìn đi, mọi người nhìn một cái shop mà nó có logo ấy, nó rất là chuyên nghiệp luôn đấy. Cái Thì thứ cũng hai là giúp cho đúng mình rồi tăng thêm cái uy tín thương hiệu đúng đúng rồi đúng rồi cái nữa là tên shop thì em cũng vừa nói về cái độ quan trọng của tên shop đúng không ạ. Cái không ạ? từ cái ảnh bìa Ảnh này hoặc là ảnh và video cái phần trang trí của cái phần sản phẩm ấy, và nó rất là quan trọng, nó thể hiện là cái sản phẩm mà mình đang bán là cái gì này. Nó thể hiện là tất cả cái sản phẩm mình đang bán này, và cái xu hướng kiểu của các cái ngành hàng của mình ấy. Đấy, nó một phần, và cái nữa đấy là mô tả sản phẩm này thì mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ, ví dụ như kiểu là mọi người mô tả của shop Mô mô tả của shop thì mọi người sẽ ví dụ như kiểu là mọi người sẽ có những cái mà mọi người muốn, không phải chỉ riêng là như những cái mô tả ở đây, không phải chỉ riêng như thế mà mọi người có thể nói luôn với khách hàng là nếu như có vấn đề gì mọi người có thể liên hệ qua hotline hay là qua số điện thoại nào đấy, tức là để khách hàng, tức là mọi người muốn nhấn mạnh những cái gì đấy. Ví dụ có những nhà bán muốn nhấn mạnh về cái chế độ hậu mãi này thì người ta có thể thêm ở phần mô tả của shop này, hoặc có những nhà bán muốn nhấn mạnh về cái sản phẩm của mình này, hoặc là muốn nhấn mạnh về những cái chính sách của mình đấy, thì mọi người có thể nhận biết luôn ở trên này, thì những cái này là những cái mà khách hàng nhìn thấy để kiểu như người ta có thể có sự tin tưởng cái shop của mình hơn. Và đây là những cái mà khi mà mọi người làm từ ảnh đại diện, ảnh bìa, có tên shop, video thì mọi người chú ý cho em nhé, bởi vì cái kích thước ảnh này nó rất là quan trọng luôn, bởi vì có rất là nhiều người làm sai kích thước và không thể đăng được lên trên Shopee ấy. Tức là đó, thì những cái như thế này thì mọi người chú ý cho em này. Ví dụ như kích thước ảnh của Shopee thì ảnh của Shopee thì em recommend mọi người lên nên để ảnh vuông Nên đó, để vùng ảnh đại diện đúng không ạ? đúng rồi đấy. Và cái kích thước của nó em thường để như thế này thì 500 x 500 pixel này đó. Và cái màu sắc, ví dụ như màu sắc và ảnh đại diện nó nói lên cái độ nhận diện rất là nhiều. Ví dụ như kiểu lây sếp là màu đỏ luôn, mọi người sẽ thấy luôn là nên là mọi người sẽ thấy là từ logo này, từ tất cả những cái trang trí của nhà lây sếp đều một màu đỏ, tức là nó thể hiện cái sự đặc trưng của shop luôn đấy. Ảnh bìa cũng như vậy, nó nói lên cái phong cách của thương hiệu đấy mọi người nhé. Đó, ví dụ như kiểu những cái ngành gian hàng khác, ngành hàng khác, mỹ phẩm đi, ví dụ có một số nó ví dụ như Cocoon, mọi người sẽ thấy luôn là các cái sàn của Cocoon ấy, thì nó sẽ có một cái màu nâu, màu của thương hiệu sản phẩm luôn, kiểu như thế đó. Những cái chú ý rất cơ bản ban đầu đúng không ạ? Tức là Ảnh bìa, tên shop, hình ảnh, video, mô tả của shop. đây mô tả của shop thì mọi người có thể cung cấp về thông tin của shop này, hoặc là lịch sử hoạt động của shop này, địa chỉ, thời gian phản hồi. Ví dụ như kiểu có những shop mà chỉ muốn là làm trong giờ hành chính thôi thì mọi người cũng sẽ có thể viết luôn ở phần này là mọi người kiểu khách hàng có thể vui lòng liên hệ qua cái giờ hành chính đấy. Xong rồi nhưng mà có một số cái là cũng không nên đăng kèm hồ sơ cá nhân. Thực ra hotline thì mọi người vẫn có thể hotline thì mọi người vẫn có Hotline thể đúng, vẫn có thể. nhưng mà nếu mà mọi người ghi là để là số điện thoại thì không nên, mọi người có thể ghi là hotline bảo hành thì nó sẽ ok hơn đấy.
có một cái vấn đề là nếu mà số điện thoại và hotline bảo hành nó hoàn toàn khác nhau. Với khi mà hotline bảo hành là những cái gì đấy sau khi khách hàng mua của mình rồi thì người ta muốn cần bảo hành, thì những cái như thế này thì Shopee sẽ hỗ trợ hơn là cái việc mọi người, tức là hướng đến khách hàng qua một cái sàn khác hoặc là qua một cái nền tảng khác, như kiểu điện thoại thì mọi người không cần phải mua hàng qua Shopee thì nó sẽ không mất phí của Shopee, thì tức là Shopee đang bị thiệt đúng không ạ, thì người ta sẽ thì sàn Shopee nó sẽ không recommend cho những cái như thế. Bất kể sản nào không muốn dẫn khách sang đúng không? Ở trên TikTok shop thì mình nói chữ phở bò cái là cũng bị ăn chặn. Đấy, bây giờ ở trên Shopee mà mình để sang cái link website này, mình để số điện thoại của hotline, số điện thoại cá nhân của mình này, rồi mình để các thông tin khác để kéo khách ra ngoài là cũng bị xử lý đúng không ạ? Thậm chí là Lazada là mình chat số là mình không chat được đúng không ạ? Do vậy là mỗi sàn sẽ có được một cái bảo hộ khách hàng khác nhau. Thì cũng sẽ như vậy. Nếu mà mọi người chat số điện thoại thì mọi người không nên chat.